Em xin giới thiệu, em tên Nguyễn Minh Thông, em đến từ Tây Ninh, năm nay em 25 tuổi. Dạ, hiện em đang công tác và làm việc tại công ty Foren bên marketing hàng Michelin. Em làm ở Tây Ninh ở đâu? Em là giám sát, em làm khu vực của Tây Ninh, ở Tây Ninh. Quê ở Tây Ninh luôn? Dạ, quê ở Tây Ninh luôn. À, rồi. Còn em? Xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào bạn trai kế bên và mọi người đang có mặt tại trường quay hôm nay. Em tên là Thanh Thảo, năm nay em 23 tuổi. Hiện tại em là nhân viên văn thư tại trường mầm non thuộc huyện Củ Chi. Em giới thiệu về mình đi, em mạnh ở điểm nào, yếu điểm nào? Dạ, em thì biết nấu ăn. Và biết ca hát. Rồi còn cái điểm yếu của mình thì sao? Dạ, điểm yếu của em là em hay nóng tính. Bởi vì trong công việc thì đôi lúc một khi em tập trung vào cái vấn đề gì đó rồi á thì em không có màng tới xung quanh. Nhưng mà ai mà giống như tại làm phiền em đó, làm phiền. Em rất là bực. Bực nhưng mà không có tỏ thái độ ra đối với người ta, chỉ bực trong lòng mình thôi. Bực trong nội tâm tạng của mình thôi. Dạ đúng. Em có tật xấu gì không? Dạ, ngủ nướng. Ngủ nướng giống chị. Không, cái không có xấu em ơi, không xấu. Rồi em trai. Dạ, cái tật xấu của em á đơn giản lắm, ăn nhiều à. Vậy là anh hợp với em rồi đó. Nhưng mà em có cái này thì bạn nữ bên kia nói, bạn nữ bên kia khi mà trong người áp lực đồ nhiều á, tính em á thì rất là vui vẻ. Nếu mà bạn áp lực nhiều á, nếu mà chế độ nhây á, em là nhây số 1. Dạ. Nhưng mà nói nghe, ăn uống nhiều đâu phải là tật xấu đâu. Em có ưu điểm gì? Ưu điểm của em thì tính tình thì nó vui vẻ, nhiều khi mà em vui quá thành xàm. Xàm quá thành nhây. Dạ đúng, nhây rồi, thành khuyết điểm đúng không? Dạ đúng rồi. Dễ thương. Không, cái đó là thật xấu đó. Nhây với xàm là coi như là dễ đi đến vấn đề mà xung đột lắm, mà gặp bạn này bạn nóng là bạn im luôn. Dạ bà, em thì nói chung là em yếu đuối mong manh đó. Mong manh chết rồi. Coi vậy, nào vậy mong... là bù trừ ra anh ơi, em rất là mạnh mẽ, tính em rất là men. Thôi ơi, gái ta men mạnh mẽ, bên đai đây yếu đuối mong manh. Mong manh là sao, em nói chị nghe coi. Dạ em dễ vỡ lắm. Em vỡ chỗ nào, em nói chị nghe coi nào. Dạ thì ai mà la chửi em là chửi em một tiếng đầu tiên thôi, tiếng thứ hai sẽ không thấy mặt em đâu nữa hết. Không dạ. Thấy mặt tức là em ôm mặt khóc đi trốn chỗ khác hay là em bỏ đi một nước? Dạ thì em thì đến đây cũng khai thiệt, thì mốt bạn cho bạn dễ kiếm. Em thì một toilet dưới gầm giường. Dạ vậy thôi. Hả? Một toilet hai là dưới gầm giường. Em dạ. Mà la người ta là người ta chui vô trong đó nằm luôn. Ủa sao có kỳ vậy anh, chui vô đó để làm gì chổng vậy? Mình để mình tránh những cái lời mà chửi bới mà. Dễ thương quá vậy. Cũng dễ thương. Rồi bên đàn gái có con đường tình duyên thế nào, kể cho bên đây nghe cái. Dạ em trải qua 3 mối tình. Mối tình mà em quen lâu nhất là được 2 năm. Lý do chia tay là do bạn đó muốn tiến tới hôn nhân. Nhưng mà lúc đó em mới vừa ra trường cho nên lại là con một nữa, chỉ sống với mẹ cho nên em chưa sẵn sàng. Và thiếu thúc giục là muốn cưới. Cho nên em chọn cách chia tay. Mối tình dạ. Thứ hai. Mối tình thứ hai thì em quen được vài tháng thì mới phát hiện ra là bạn đó đã có con, nhưng mà hoàn toàn là chưa cưới vợ. Vẫn qua lại và có con, mà điều đó là giấu em đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Và em chia tay. Dạ. Mối tình thứ ba. Mối tình thứ ba thì rất là gọi là ai cũng nhìn vô cũng thấy là rất hạnh phúc. Nhưng mà đùng một phát vợ của bạn đó nhắn tin cho em nói là đã có vợ con. Rồi em mới hỏi bạn đó thì bạn đó nói là đang trong quá trình ly hôn. Nhưng vài tuần sau thì phát hiện ra là bạn đó vẫn chưa ly hôn. Nói chung là em cái tình trường của em hơi bị lận đận. Đúng rồi. Gặp toàn những người đã có gia đình đúng dạ. Không? Và em chọn cái giải pháp rút lui là quá hay. Dạ. Em quá là bản lĩnh luôn. Lận đận quá. Em có con chưa? Em có con chưa? Gì vậy? Nói thẳng luôn, tôi nghe bên kia. Dạ. Tôi bên kia quá. Có chưa? Theo em thì trải qua một mối tình. Một mối tình thôi hả? Dạ. Quen nhau bao lâu? Dạ được cũng gần một năm. Nên tính cái tính của hai người không hợp á. Không hợp chỗ nào? Dạ thì bạn ấy thì tính hay nhắc chuyện cũ, chuyện xưa gì đó. Không biết, môi móc ra nói hoài. Em cũng nhây đó, cái đó là nhây đó. Tính bạn ấy cũng rất tốt, bạn ấy ghen. Em đi làm hay đi đâu, em đi làm, giờ làm việc của em mà cũng cứ ghen được. Hay thiệt. Dạ. À, vậy là chia tay nữa hả? Dạ. Với bạn ấy một phần nữa, bạn ấy cũng chê là anh ơi, sao mà cái tuổi em á, thì người ta có tuổi học sinh, tuổi thanh niên. Còn em tuổi học sinh tới tuổi già luôn. Em không có tuổi cái thằng thanh niên. Em lên già nhanh quá. Dạ. Là sao? Có dạ, như là tại vì em đen đó chị. Em đen. Dạ, em đen nhìn hay già. Tội quá vậy. Dạ, cái tuổi tội nghiệp không. Nói chung là hai đứa này có đường tình trắc trở quá.
Nói nghe nè, dạ. Em còn tin tưởng vào tình yêu không? Hiện tại bây giờ thì tạm tin. Những cái người yêu trước của em á, là có đẹp mã, đẹp trai không? Dạ, cực kỳ đẹp trai ạ. Có bao giờ em nghĩ rằng cái người tiếp theo em sẽ làm ngược lại? Hơi. Tìm một người thiệt là xấu nhưng mà chân tình. Dạ có. Đây cũng hơi đẹp qua trai coi. À. Để tôi qua tôi coi. Có duyên à. Thì đó, để tôi coi nè. Hơi nhây chút thôi. Chào em. Trời, cũng được lắm chứ bộ. Duyên dáng. Nhìn là thấy em duyên dáng rồi đó. Ừ, được em. Dạ. Được. Em tưởng tượng cái người bạn gái bên đây của em sao? Bạn ấy dễ thương. Tính bạn ấy thì hoạt bát, vui vẻ. Cái hình mẫu lý tưởng của em là như thế nào? Ngoại hình đó từ tựa ai? Em từ tựa Khởi My là được rồi. Khởi My. Khởi My. Ồ, rất nhiều người sao lại có một cái hình dáng lý tưởng là Khởi My. Tôi đoán bên kia chắc hơn Khởi My về cân nặng. Em ơi. Dạ. Em hình dung bạn này bên đây sao? Em có thích một mẫu người đàn ông giống như anh Quyền Linh không? Dạ. Dạ cũng có. Cũng có phải không? Dạ. Giống như anh Quyền Linh, đen đen như vậy. Cao, to, đen mà thơm. Dạ được. Được phải không? Dạ. Được. Tôi thấy giống như cũng ruột rà cột chèo ở đâu cũng mài mài á. Chứ không có đơn giản đâu nha. Đen đen giống nhau ha. Vậy em đoán thử cái bạn bên đây sao? Em đoán đi. Em đoán đi. Bạn bên đó chắc là sẽ cao hơn em. Chắc vậy rồi. Chưa chắc. Ủa chưa hả? Chưa chắc luôn. Dạ em cao 3 mét bẻ đôi ạ. Không biết bạn trai bên đó cao bao nhiêu mét ạ? Em nhiêu? Em nói đi. Em để em tính em cộng. Bỏ đôi dài ra anh ơi. Bỏ đôi dài hả? Bỏ đôi dài nên mình phải trừ bì lại. Dạ em cao 1m6. Rồi yên tâm. Dạ cao hơn em 3 mét bẻ đôi. Em yên tâm đi, ngon lành. Rồi, ít tóc hay nhiều tóc? Dạ ít tóc nhiều tóc không có quan trọng ạ. Tại vì hiện tại bây giờ cũng có thuốc để mọc tóc rồi đó chị. Massage. Dạ. Có liền, có ngay và liền massage. Nói chung là chỗ có chỗ không. Ông nói chuyện gì với chị? Bây giờ em không thích cái người bạn trai của em là như thế nào? Em không thích. Dạ em không thích bạn trai hút thuốc. Tại vì em không ngửi được mùi thuốc lá. Có hút không? Dạ có. Làm mất mặt quá, bỏ được không? Dạ được. Bỏ nha. Dạ. Hút thuốc nhiều không có tốt nha. Dạ. Rồi hứa bỏ. Dạ không có tính lăng nhăng. Có lăng nhăng không? Nó quen dạ, không mối tình xưa giờ. Ta bỏ rồi. Dạ. Không có lăng nhăng được. Với lại bạn trai thì em không có cấm nhậu. Nhưng mà nhậu về thì đi ngủ đừng có nhây. Đừng có lầy. Có nhậu không? Dạ có mà. Trời ơi sao nó làm mất mặt quá vậy. Bỏ nhậu được không? Tại vì em làm giao tiếp khách hàng á. Nhiều khi cũng uống một hai chai bia vậy. À, một hai chai thôi ít. Dạ. Không sao. Còn gì nữa không cưng? Dạ hết rồi ạ. Thôi được rồi. Như vậy thì cặp đôi này bây giờ họ đã nói chuyện rồi. Tôi thấy đằng gái cũng hợp với đằng trai luôn rồi đó. Bây giờ mình hỏi người thân đi đúng ha. Rồi, đúng rồi. Em đi với ai vậy? Dạ em đi với mẹ em và các chị đồng nghiệp ạ. Chào mẹ. Chào đằng gái. Chào cô. Xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chào MC Hồng Vân và Quyền Linh. Dạ chào cô. Là mẹ của bé Thảo. Cô thấy con rể tương lai nè, thấy được không, hợp với con gái mình không, hợp với gia đình mình không? Dạ thấy em này cũng nói chuyện cũng hiền rồi cũng được. Cái đó là mẹ cho con quyền quyết định để con chọn bạn để tiến tới hôn nhân. Theo cái cảm nhận của Vân á, là mật khẩu rồi đó, bật đèn xanh á, phải không? Còn gì nữa? Thì đó, tranh thủ chào, chào cô. Chào đi, nói vài câu với cô đi. Nói với đừng cô. Nói nhây nha. Con cảm ơn cô. Con cũng hứa với cô là nếu mà con và em mà được thành đôi thì lúc đó cô ráng lo cho con nữa. Ông hề hước vui nhộn. Sau đây ông vô kịch Phú Nhuận tôi đi ông ạ. Em đi với ai vậy? Dạ hôm nay con đi với dì Tư và em trai. Dì Tư. Dạ, dạ chào dì. Em trai ruột á hả? Sao mặt nó buồn quá lắm hả? Dạ xin chào anh Quyền Linh. Chào, chào chị cô. Hồng Vân. Dạ. Dạ chào em gái ở dạ, bên trên. Chào dì. Dạ xin chào toàn thể tất cả quý vị trong trường quay. Tôi là dì Tư của Minh Thông. Minh Thông thì cũng chân thật quá mà nãy giờ nhận định thấy cháu gái bên này cũng rất là hiền hậu, chân thật, dễ thương. Nhìn coi vui vẻ quá. Dạ. Mà nghề nghiệp cũng có. Rồi lại quê hương xứ sở hai bên cũng cận kề. Dạ. Thành ra dì Tư thấy rất là hợp. Thì giờ giữa hai cháu nhận định đi, đây cũng có trước mặt là gia đình. Rồi hai cháu lát nữa sẽ bấm nước. Ok. Bấm nước để mình sẽ được tìm hiểu rồi sau đó sống trong một gia chung, trong một gia đình hạnh phúc. Dạ, dạ. Cảm ơn dì Tư. Cảm ơn con. Dì Tư là ưng bụng lắm rồi đó. Ưng cái bụng rồi đó. Rồi. Rào đi. Mở rào. Bắt đầu đi Thông. Mình có món quà và đặc sản của Tây Ninh mình.
Dạ, dạ em cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng anh nè. Đây giống hoa cưới. À, đây là một bó hoa lần đầu tiên em làm, tự tay dạ. Làm. À, còn cái ý nghĩa thì anh tự mở lá thư cho dạ, em coi ạ. Dạ rồi, cảm ơn. Mở lá thư ra đi thông. Dạ. Ông chạm điện không cứng đơ người hết trơn, hết hoạt ngôn nổi luôn rồi đó. Biết chữ không? Gì vậy? Bấm dạ, luôn em kiếm cái nút bấm luôn. Bấm luôn. Kiếm cái nút bấm luôn. Cái nút ở trên anh, cái nút ở trên. Ủa đọc cái gì mà bấm luôn thì đọc đi. Đọc lên đi anh, đọc lên đi. Anh có thích ăn ngọt không? Nếu có thì giờ đổi của em. À. Dạ, nguyên nữa? Câu là anh có thích ăn đồ ngọt không? Nếu có thì về đội của em nhé. Thật là em ơi, em thiếu chữ đồ. Tại vì em đi hôm nay là chị. Anh có thích ăn ngọt không chứ không có ăn đồ. Dạ đây em sao? Ăn đồ, ăn ngọt. Nói nghe nè em, lý do gì mà em tặng một cái chùm bông như bông cưới vậy? Dạ, tương lai luôn á chị. Em khẳng định là ngày hôm nay là em sẽ rinh được nàng về Vinh đúng không? Dạ, tại vì chương trình nói là đến rước người yêu. Em không có nghĩ là đến đây để tìm người yêu, mà em đến đây để rước người yêu. Để rước người yêu luôn, dạ. Trời ơi, duyên dáng dễ sợ thiệt á. Rồi cảm nhận về nhau đi, hai đứa. À, anh thấy em như thế nào ạ? À, em cũng dễ thương. Chân thành đi anh, thật lòng mình nói đi. Đúng em có rồi. Mặt không? Thì anh cũng có thua gì em đâu. Không, thật sự thì mình mập mình dễ thương mà. Anh có muốn hỏi em gì không ạ? Em thấy anh sao? Dạ em thấy tính cách của anh thì hiền, ngoại hình thì cũng dễ nhìn. Tại còn em nhìn đây dễ nhìn thôi chứ thiệt ra ngoài em nhìn khó, cũng khó nhìn lắm. Khó nhìn là sao anh? Bụng bự. Không, bụng em cũng bự nha. Cái đó mình giống nhau rồi, không em không có quan trọng gì đâu. Tới đây anh thấy em là ok rồi, không còn nói để hỏi gì nữa hết á. Em hỏi là nếu như mà mình bấm nút hẹn hò đó thì anh định là trong bao lâu thì mình tiến tới hôn nhân? Tại vì mẹ em cũng mong có cháu lắm rồi. Nếu mà tính tới hôn nhân thì chắc cũng khoảng nửa năm nữa. Nửa năm nữa? Dạ. Khoảng nửa năm nữa thì... Rồi. Nói nghe nè, giờ hai đứa thử ra nắm tay nhau coi có điện có đúng nhịp không? Xong rồi hát rồi hát đúng nghe. Một cái là hát một bài. Đúng biểu, rồi. Biểu hiện cái tình cảm của mình liền. Tiến tới đi Minh Thông. Cô này là chắc chắn hát hay nè, không biết anh kia làm sao đó. Đừng giật em, giật điện mạnh quá anh ơi. Trời ơi, em hết hồn luôn. Điện mạnh quá, giật. Thấy ghét không? Duyên dáng dễ sợ. Hai tay. Nắm vậy nè, anh nắm vậy mới đúng. Nắm hai tay luôn. Đúng rồi, nhìn mắt. Đó. Có thể hát cho nhau nghe đi. Dạ, đến với chương trình thì em cũng có chuẩn bị một bài hát. Cũng giống như kèm món quà gửi cho anh, bài hát được mang tên Quà cho anh. Những món quà nhỏ bé chứa một tình yêu lớn, tình yêu đó mang cho riêng tặng anh, và em chỉ ước mơ lấy thôi một điều tuy đơn giản nhưng ngọt ngào. Muốn có tha thiết một đôi mắt hiền, muốn có mát một bờ vai em. Em yêu nụ cười mỗi ngày anh đến, và em yêu những nụ hôn anh vẫn hay trao. Muốn có thương nhớ nhiều như lúc đầu, muốn những câu hứa không hề thay đổi. Tim em luôn cần những lời quan tâm, để hôm nay em biết anh còn yêu em. Sau chương trình này em sẽ về sẽ không nghe nhạc nữa. Dạ tại vì có bạn này hát hay quá rồi, không cần nghe nhạc nữa. Bây giờ em đáp lại dạ, cho chị. Anh thì tới đây anh cũng chuẩn bị một bài hát để tặng cho em, nhưng mà anh hát thì không được hay, nhưng mà em ráng lắng để mà nghe. Một cuộc đời hiến dâng cho một cuộc tình, một vòng tay mang giấc mơ đến em từng đêm, và anh giữ gió rét không để gió bay qua, sợ lạnh em thức giấc bởi anh quá yêu người. Rồi ok, về chỗ đi. Bây giờ hãy nói với nhau một câu, mỗi người một câu, chúng ta sẽ tiến hành bấm nút. Bấm nha em. Bấm đi anh, bấm bên đây nè anh ơi, anh ơi, bên trên, lên trên. Dạ đúng rồi, để em đi kiếm. Em ơi, ở xào tí nữa em. Tay em ngắn quá. Thôi mà... tôi đi về. Hết vai trò luôn rồi. Không còn cái gì để nói. Dạ, chương trình đến đây là kết thúc. Sao hai MC em mà nói như thế này.
Thì tự hung luôn đi. Tự làm đi. Nếu coi rồi con, tự con, làm. Con xin phép bác cho con.